Okay. À, xin mời anh Hiển bắt đầu ạ. Kính thưa các đại diện tôn giáo, quý vị khách, đại diện của các tổ chức, các bậc phụ lão, các ông các bà, các anh chị và các quý bạn thân mến của quý vị chúng ta hôm nay, tôi Nguyễn Xuân Hiển, ứng cử viên chủ tịch của cộng đồng quốc gia người Việt Grand Robust cho nhiệm kỳ 2015-2018, xin được trân trọng kính chào quý vị. Trước khi tôi bắt đầu, tôi xin có vài lời đặc biệt cảm ơn Hội cựu chiến binh của cộng đồng chúng ta để cho nhân dân chúng tôi có vài lời để tâm tình với quý vị, có vài lời để trình bày mục đích và phương hướng của chúng tôi nếu chúng tôi được sự tín nhiệm của quý vị. Kính thưa quý vị, tôi xuất thân từ một đứa mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ. Cha tôi là một chiến sĩ và một liệt sĩ Việt Nam cộng hòa. Cho nên khi tôi đứng lên đây, tôi nhìn thẳng vào lá cờ vàng bát sắc đỏ, tôi nhìn thấy sự được hy sinh cao của mình và nhìn thấy được trách nhiệm của mình đối với cộng đồng của mình, đối với đồng hương của mình. Đó là lý do và mục đích tôi có mặt có được hôm nay. Không ngoài ra vì danh lợi cho một cá nhân nào hoặc riêng tôi, mà vì quyền lợi, vì sứ mệnh đoàn kết, phục vụ và phát triển cộng đồng. Đó cũng là cái tên của liên danh chúng tôi. Có trình bày có hai phần. Phần thứ nhất là có tiểu sử của liên danh chúng tôi, và phần thứ hai là những sứ mệnh, những cái mục đích của chúng tôi để làm cho cộng đồng. Tôi thì không quen nói về tôi nhiều, cho nên tôi nhờ ba người để giới thiệu tôi đến quý vị. Nhưng mà người nào cũng nói rằng chú mày phải làm, okay. Tại vì như vậy đó, chú mày làm cộng đồng mấy chục năm trời, từ là thành lập đài phát thanh, từ đến thành lập truyền hình, từ đến tổ chức cộng đồng, mà nói đến tên Nguyễn Xuân Hiển thì không ai biết hết. Tại vì tôi thực sự có ít có muốn đứng trước mặt quý vị khoe khoang những gì mình làm đó. Đến nỗi ngày hôm nay, mấy ngày hôm nay tôi đi mấy chợ đó, thì tôi thấy mấy cái poster của tôi treo đó, thì tôi thấy mấy cái người hẹn đó, tôi thấy hụt rồi, thấy ngại lắm. Cho nên như quý vị cũng thông cảm. Bây giờ tôi nói sơ về đến nhanh chúng tôi, thì cho khỏi khỏi. Next. Tôi sinh tại Huế và đến đây từ năm 1981. Hiện giờ tôi làm giám đốc công ty của Digital Microsoft từ năm 2000 cho đến bây giờ. Trong quá khứ trước đó tôi làm giáo sư cho những trường đại học như là Jordan Technical ITT, và tôi được tốt nghiệp cao học kỹ sư Master của vi tính của tại trường Grand Valley Nash. Trước đó tôi tốt nghiệp cử nhân quản trị và hành chính tại trường WMU, và tôi cũng được cái hội United Way, một cái hội là bất vụ lợi lớn nhất của Hoa Kỳ, đào tạo và tốt nghiệp ở đó để ra vận động và điều hành những công việc bất vụ lợi. Trước đó thì tôi thành lập đài phát thanh tiếng nói Việt Nam từ và giám đốc của đài năm 92 đến 96. Thì nói đến đài thì ai cũng biết anh Kiệt ha, còn không ai biết đến tôi hết. Rồi, trước đó tôi cũng là người thành lập cái thành lập viên của truyền hình cộng đồng. Và nói đến truyền hình cộng đồng, ai cũng biết ông Hồng, chẳng biết hiểu ai hết. Next. Tôi cũng đã từng được cái sự ủng hộ của quý vị đã tổ chức hai cái Tết năm 2009, năm 2011, tức là trưởng ban tổ chức Tết với sự cộng tác của mọi người. Và tôi phải nói là hai cái Tết quy mô nhất và thành công nhất trong lịch sử cộng đồng chúng ta. Rồi trước đó thì tôi cũng là hội viên của hội đồng quản trị viên của trường Charles Calvary, ở đó có 600 em học sinh.
và tôi cũng là hội đồng quản trị viên của công viên Millennium Park của Kent County. Và sau đây tôi xin được giới thiệu ông Biểu, tay là chú Biểu. Max. Chú Biểu sinh tại Tây Xuyên và quận Quảng Long, tỉnh An Duyên, cũng từng học tại Khoa học Cần Thơ, từng làm giáo sư ở trường Bán Trung Nguyên Tiềm Năng ở tỉnh An Xuyên, sĩ quan hiện dịch Không quân Việt Nam Cộng Hòa, định cư tại cộng đồng chúng ta năm 91 và hiện bây giờ đã làm phó chủ tịch của cộng đồng trong 6 năm qua. Chị Trần Nguyệt Ánh hôm nay, tại vì chị đi công tác xa cho nên không có mặt của chúng ta, thành thật cáo lỗi cùng quý vị. Chị sinh ở Sài Gòn và đến đây từ năm 75. Bà Tân là tốt nghiệp tại trường đại học Ravelay với bằng y tá và đã từng làm cho bệnh viện Kalamazoo, Borges và những bệnh viện xung quanh đây. Chị đã từng làm nhân viên cao ủy tị nạn của Liên Hợp Quốc cho Nhật Bản và Đại Hàn từ năm 88 đến năm 95. Chị cũng đã từng là làm chức tòa đại sứ cơ quan quốc tế tại Tokyo, Nhật Bản và từng là người thông dịch viên cho những cái dịch vụ lớn và hiện bây giờ đã làm giám đốc công ty dịch vụ Lyson và cũng là giám đốc của công ty dịch vụ Á Châu. Thì bây giờ phần tới tôi xin được trình bày cùng quý vị là những mục đích. Đây là các người Mỹ gọi là meat and potatoes. Đây là những cái quan trọng nhất. Nói cho nhiều mà không có mục đích cũng phải là thôi. Mục đích mà không làm thì cũng không nên đưa ra mục đích. Cho nên chúng tôi hy vọng rằng nếu quý vị tín nhiệm chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành được mục đích sau đây. Đặt ưu tiên hàng đầu, nếu tôi là chủ tịch của cộng đồng, việc đầu tiên tôi ưu tiên là đấu tranh quyền lợi cho người Việt tại Hoa Kỳ. Sự đoàn kết của cộng đồng chúng ta là trên hết. Nếu không sự đoàn kết, chúng ta không làm được gì. Duy trì chính nghĩa tự do và dân chủ, phát huy truyền thống, chúng ta càng xa quê hương, chúng ta càng có trách nhiệm duy trì những cái truyền thống lịch sử mà ông cha ta chúng ta đã để lại trong hơn 4.000 năm qua. Next. Cái dựng cộng đồng tài chánh, người Việt Nam chúng ta thường nói là đầu tiên là tiền công, mà cộng đồng lớn như vậy mà chúng ta có một ngân quỹ rất là hẹp hòi, cho nên chúng ta không làm gì được. Trong lúc đó những cộng đồng bạn, người Phi, người Hoa, người Đại Hàn, họ rất là nhỏ nhưng mà họ được cái sự giúp đỡ của những cái quỹ rất là lớn, từ liên bang đến tiểu bang, từ đến những cơ quan thiện nguyện mà chúng ta hoàn toàn vô sư nào. Tại sao? That gotta be changed. Chúng ta phải thay đổi cái điều đó. Chúng ta không thể nào hoàn toàn nhờ vào cái trong cộng đồng chúng ta mà chúng ta phải gắn nối cộng đồng bạn và gắn nối tiểu bang liên bang để có những ngân quỹ đó làm được những việc lớn. Cái đấy là tôi nói kết nối với chính quyền địa phương. Là một chủ tịch cộng đồng cần phải biết cơ cấu chính trị, cần phải biết những luật lệ, cần phải biết những cái cơ quan thiện nguyện và chính quyền để rồi mới được đấu tranh cộng đồng Việt cho cộng đồng Việt Nam chúng ta. Anh còn 2 phút nữa. Dạ. Tới. Kết nối với cộng đồng. Chúng ta phải làm việc với cộng đồng chặt chẽ hơn. Đào tạo lãnh đạo cho tương lai. Tại sao chúng ta có những người Việt ra những bằng cấp kỹ sư? Cho những cái hội tự thiện khác, cho người Hoa, người Đại Hàn mà không làm chúng ta, đừng nghĩ lỗi đó của họ, lỗi đó lỗi của chính mình. Truyền bá truyền thông, chúng ta phải sử dụng website cho cộng đồng chúng ta. Công khai tài chính, bất cứ một đường xu nào vô ra phải khai rõ ràng cho cộng đồng biết, tôi hứa sẽ làm điều đó. Hỗ trợ tiểu thương, chúng ta sẽ có những cái chương trình để hỗ trợ những tiểu thương cộng đồng chúng ta. Cấp học bổng, ước mơ chúng tôi với tư cách một người đã từng là chạy ở từ trung học đến đại học, tôi mong muốn chúng ta có những học bổng để giúp con em chúng ta
làm rất nhiều, bao nhiêu tiền chúng ta gửi về Việt Nam hết, điều đó là tốt, nhưng chúng ta phải dành là một số nào để đào tạo, để invest cho cộng đồng chúng ta. Next. Giúp đỡ người già, chúng ta sẽ làm việc với hội cao niên để giúp đỡ người già, và cuối cùng thực hiện ngày Việt Nam tại Downtown. Tiếp tục. Xin mời quý vị đến tham dự một tranh luận tuần tới. Và tôi muốn kết thúc ở đây là đến cho chúng tôi có nhiều người nhận rằng chúng tôi được đưa ra bởi nhà là chúng chịu không có. Chúng tôi hoàn toàn độc lập, tuyệt đối và nhất quyết sẽ không bao giờ tùy thuộc vào một hội nào. Chúng tôi sẽ tự lập và với sự ủng hộ của mọi người, không có để ai cai quản mình.